Thở có tác động như thế nào đối với sức khỏe con người? Chúng ta thường cho rằng thở là bản năng của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta hiếm khi dành thời gian để nghĩ về nó. Thế nhưng, thở không đơn giản chỉ là việc hô hấp. Nó còn chứa đựng những bí mật kỳ diệu. Đặc biệt, nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật của hơi thở cũng như phương pháp thở đúng để cải thiện sức khỏe bản thân nhé. Đầu tiên, thở bằng mũi sẽ có lợi hơn nhiều so với thở bằng miệng. Một số ước tính cho rằng khoảng 50% chúng ta chủ yếu thở bằng miệng vì nhiều lý do. Chẳng hạn như mũi của bạn gặp vấn đề như là viêm, bị nghẹt hoặc bạn thường xuyên rơi vào trạng thái nóng giận, căng thẳng. Vấn đề là càng thở bằng miệng, sức khỏe của bạn sẽ càng xấu đi. Mũi làm được nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể nhận ra. Nó không chỉ hút không khí vào mà còn làm sạch, làm nóng và làm ẩm nó. Chưa kể, mũi còn giải phóng các chất hóa học, làm giảm huyết áp, điều hòa nhịp tim. Khi hít thở không khí chưa qua xử lý bằng miệng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào trong số những lợi ích trên. Vào những năm 70-80, nhà nghiên cứu và chỉnh gia Igor P. Havone đã tiến hành một thí nghiệm để chứng minh tầm quan trọng của việc thở bằng mũi. Ông bắt một nhóm khỉ và bịt kín lỗ mũi của chúng bằng nút bịt, sau đó theo dõi chúng chặt chẽ, chụp ảnh trong vòng 2 năm. Khi nhìn vào những bức ảnh chụp, ai nấy đều phải kinh sợ. Vòng răng của những con khỉ đã bị thu hẹp, răng mọc lệch đi. Điều này chứng minh việc bịt mũi đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ hình dạng đầu của khỉ. Tuy nhiên, sau khi các nút bịt được tháo ra khỏi mũi, khuôn mặt của những con khỉ đã trở lại bình thường trong vòng 6 tháng. Thứ hai, hít vào và thở ra đều quan trọng như nhau. Nhiều người thường có thói quen thở ra rất nhanh và gấp. Điều này không hề tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, cơ hoành, tức là cơ nằm bên dưới phổi, sẽ xẹp xuống khi chúng ta hít vào và sẽ giúp mở rộng phổi khi chúng ta thở ra. Nếu thở ra một cách hời hợt, bạn sẽ không tận dụng được hết công suất của cơ hoành, từ đó làm giảm đáng kể dung tích phổi. Thứ ba, thở chậm và không quá sâu sẽ mang lại những lợi ích không ngờ cho sức khỏe của chúng ta. Bạn nghĩ những người thực hành cầu nguyện hoặc thiền định mất bao lâu để thực hiện một nhịp thở? Câu trả lời là từ 5,5 cho đến 6 giây. Hơi thở bình tĩnh, chậm rãi ở tốc độ này là vô cùng có lợi. Tại sao vậy? Các phân tử oxy trong không khí mà chúng ta hít vào sẽ tự động gắn kết với các tế bào hồng cầu, sau đó được vận chuyển đi khắp cơ thể để các tế bào khác sử dụng. Những phân tử oxy cũng sẽ loại bỏ các phân tử carbon dioxide, CO2, đẩy chúng trở lại phổi, sau đó được thải ra ngoài thông qua quá trình thở ra của con người. Tuy nhiên, CO2 không đơn giản chỉ là một chất thải. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho oxy tách khỏi tế bào máu. Thậm chí, nó còn giúp giãn nở các mạch máu, khiến chúng trở nên rộng hơn để có thể vận chuyển nhiều máu hơn. Khi thở nhanh và gấp, cơ thể sẽ thải hết CO2 ra ngoài, qua đó làm giảm lưu lượng máu. Đó là lý do tại sao mỗi khi hoảng sợ, bạn thường bị đau đầu và choáng váng. Chúng ta hấp thụ nhiều không khí hơn chúng ta cần, vì vậy, ngay cả khi thở chậm, chúng ta vẫn sẽ đủ oxy. Hơi thở lý tưởng là 5,5 giây vào và 5,5 giây ra, tổng cộng là 5,5 nhịp thở mỗi phút. Ngay cả khi bạn chỉ thở chậm như vậy, trong vòng 5 cho đến 10 phút mỗi ngày, nó vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn đấy. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sách tinh gọn.com.